Cảm ơn quý vị và các bạn đến với kênh Hà Nội Vừa Rồi nhé. Nói chúng ta lại đi xem đồng hồ các bạn, nóng nóng thì mình mới quay lại cái gian hàng của bà Tuyết ở đây, thì chúng ta cùng đi vào khám phá xem nào các bạn nhé. Vâng, chào bà. Lâu lắm mới gặp bà. Hàng mới không ạ? Con này là con Tigem. Con này là con có. Bác ơi cứ xem đi bác ạ. Đồng hồ nữ rất nhiều. Seiko. Đây là bác ạ. Nếu mà tay bác mà đeo được con này. Nó sốc không lên. Có xem có cái nào đồng hồ nữ cô tư vấn cho con cần một cái nào. Đây. Con này bao tiền bà? Con đấy lấy bác 2 triệu. 2 triệu. Đồng hương mà bán đắt thế. Đồng hương mà bán đắt thế. Vậy thì bác còn trả mà, không còn trả bác. Đúng không? Nói giả dụ nói đúng giá thì bác. Thế bây giờ gạt là 1,7 triệu. 1,7 triệu. Đấy, có tí đồng hương khác. Con này chữ mấy cô? Dạ, con đấy 450, 2 máy. 2 máy? Vâng. Chữ 2 máy thì sao không? Cái này là cái gì đẻo? À, cái đấy là nó ấy vào tai. Đâu, con biết rồi, nó là cái thép của em. À, cái này nó là thường thường là kim loại, là thép không gì làm vào tai. Seiko huyền thoại đây. À, không, xem cô đấy, xem cô pin. Đây con này mới đẹp hơn. Đây này, bây giờ đang soi đi. Cái gì vậy? Đây, con này con cơ lên thì có mọc vàng. Ủa, con này đẹp à? Cái đây con này đẹp à? Cái cốc là dạ. Con này nữa đẹp. Vâng, cứ đeo thì đeo quá đẹp. Đeo con đẹp. Con này hai máy cũng rất là đẹp. Con mặt đỏ này. Đồng hồ hai máy là không ưa. Không, hai máy. Đây máy trên, máy dưới, máy đi nước ngoài, máy vào trong. Mấy đi nước ngoài mới ở trong nước. Mấy đi nước ngoài mới ở trong nước tắm. Nó 2 giờ. Vâng. Có không mua? Có 2 dây ngọc trai màu trắng là to như thế này. Nữ. Và to như này rồi. Tay mặn to như thế này thôi, to như vậy. Không có. Tay mặn của cô. Vâng, tay mặn. Cái nước mặn. To bằng cái này. Không, bác này bác ấy thỉnh thoảng bác ấy mua được thôi ạ. Đấy, cái vòng nào bác cứ thích mua đây, cả vòng đeo tay này, vòng đeo tay. Bác ơi vào mà xem bác ạ, có cả cơ. Bác ơi, đây này, ngọc trai lành của nó nên không to nhỏ. Tức là nước mặn của người ta đã đi về, người ta đưa vào máy, người ta thả hết cho nó để. Vâng, thì là nó mới đắt nhá. Con này 1 triệu, còn con này 700. Giá này nghe giá. Đây là ngọc. Ví dụ ấy. Tôi nói thật với các bác là tôi hỏi hàng vàng bạc đá quý ấy để ra mình bán cho nó chuẩn chỉnh, không người ta bảo nó yêu. Biết đâu vớ được hàng độc lạ quý hiếm. À may ra thì mới vớ được.
đấy là đấy. Không mua cân thế nào, hàng ngọc này là tôi mua riêng hết. Vâng, để tại vì nhiều người họ cứ hỏi là sao bà không có khẩu trang, lấy hàng bên Nhật mà chỉ có những cái đồ này thế là tôi phải mua riêng. Nên mua riêng thì tôi biết biết giá của nó mà cũng phải hỏi. Nếu mà con này là bán 450 bà bối rồi à? Dạ bà bối rồi, đồng hồ bà bối rồi, đồng hồ bà bối, đồng hồ bà bối vậy bác có mua không mà đang quay để thì... đưa lên mạng mà trước quay vào một lần gì à, không nhớ, chả nhớ đâu. Đồng hương này mải hàng này là xem rồi đây, mải bán hàng là không để ý mải đâu, bác lấy được con nào thì lấy cho bà. Mà kiếm tiền quên cả thằng cháu đồng hương, quên đồng cháu đồng hương cầu các già ấy sao nhỉ. Đúng rồi ừ. Đấy Tây Phong tiền hạ đây bác này thế. Bác bảo làm gì có họ tạ đây nè, cái bác này bác ấy bảo để bác ấy phát biểu đầy họ tạ. Đây là bà bán bao nhiêu tiền một viên? Bán viên là thì tôi chẳng tính viên đâu, con này 800. Vâng. Con ơi cháu yêu quý con khỏe anh nghe giả bà ông mất rồi đấy, bà mai bà bỏ cái thằng mất dậy nó đề nói thế đau khuyến mãi. Cái này là anh đó bố này, kết hợp với lại Đài Loan, Đài Bắc. Này quách rồi. Kết hợp cái gì? Thâu chính bạch cầu. Thật là thật. Quách. Không không có đem không ở dưới. Cái này 600. Cháu. Đây hôm qua đây. À vậy à? Qua bác xem rồi. Không nhớ khách hàng tâm cả. Có cái nào mới về không? Có mới đấy. Có mỗi vậy thôi. Đây. Này, đây. Quá. Wow. Thủy quân lục à? Chiến. Thì thế à? Không, cơ. Hai con cơ hết. Trước bà có cái con gì mặt nó vuông bán nhỉ? Mặt nó vuông. Con gì tỷ sĩ đây. À, bán rồi. Bán rồi cháu ạ. Đấy, vàng à. Vàng đâu, vàng ngọc trai. Mà cái dây nó bằng vàng. Đây, ngọc tỷ thúy. Vàng nhá. Vâng ạ. Ngọc tỷ thúy. Em có cái nào mới 22 không bác? Có. Cháu cứ nhìn đi, mua được con nào đây này. Con hai máy màu vàng nhá, màu đỏ nhá. Đây của Nhật Bản. Đây. Ừ. Ở đây bà bán đồng hồ Nhật Bản mà. Toàn bộ là Nhật Bản hết á. Cất đi không là mất. Bao nhiêu tiền một viên? Bán viên là thì tôi chẳng
tính riêng đâu. Con này 8 xong. Vâng. Còn con này là pin à? Dạ. Pin luôn. Vâng, hàng pin ạ.